Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và một ngày cuối năm đầy lắng và đầy gió, thực sự mình không thể giữ cái bí mật này lâu hơn được nữa rồi. Bao nhiêu lâu nay mình vẫn cố giữ cái game này cho riêng mình thôi, nhưng mà hôm nay là không thể rồi. Mình giới thiệu cho anh em xem về một tựa game kiếm hiệp hot nhất hiện nay, Tình Kiếm 3D. Nghe cái tên thôi đã muốn chơi rồi. Thì hiện tại tựa game này là có rất là nhiều điểm đặc biệt. Mình sẽ nói sơ qua cho các bạn xem để các bạn thấy là cái game này có đáng chơi không, và các bạn sẽ biết là tại sao lại cuốn hút mình đến mức như vậy. Ok chưa? Ok chưa? Tôi nói trước nha, không có bất kỳ một cái thế lực đen tối nào ở đây đâu nhá. Thì hiện tại là anh em có thể nhìn thấy hai cái yếu tố đặc biệt đấy cấu thành lên cái nhân vật của cái game này. Đầu tiên ấy, đó chính là tinh thông tứ khí. Một nhân vật các bạn có thể sở hữu được 4 loại võ công. Các bạn có thể thay thế các loại võ công ấy bằng cách thay đổi vũ khí. Đầu tiên sẽ là kiếm này. Thứ hai là cung này. Ủa, định mệnh đậm chất hậu nghệ. Úi trời ơi, mẹ nó bắn đi thôi rồi luôn. Và thứ ba là cái ô. Mình cũng chả hiểu. Ui, cho anh em trải nghiệm lữ nhá. Ui, tiểu lữ. Ui, thôi cái này thôi. Các bạn này là hơi bé thì thôi, chúng ta chọn lại cái khu của mình đi. Đàn ông con trai chơi game online này phải chơi nhân vật nữ các bạn hiểu không? Và cái thứ hai đó chính là ngũ hành nhất mạch. Một nhân vật có thể sở hữu 5 hệ kim mộc thủy hỏa thổ, chưa game nào có luôn. Đây chính là một bước đột phá, một bước cách tân, đi đầu trào lưu và kéo theo xu thế. Đấy, nói chung là mình sẽ giới thiệu qua nhân vật này thôi. Còn những cái hoạt động trong game hay những cái cách các bạn lên những cái món trang bị cho mình ấy, đấy chính là điều cuốn hút game nhất rồi. 5 minutes later. Hiện tại link này đang ở ngoài top 100 các bạn nhá. Nên là các bạn có thể thoải mái chơi thôi. Nó chia ra làm các phi phong ấy. Nó như là siêu phàm, xuất trần, lăng tuyệt, ngự không, hỗn thiên, tiềm long, sổ phượng, chí tôn vô song. Ui trời ơi. Tuổi thơ của tôi đấy, lệch làm sao được. Đấy các bạn có thể thấy là tuyệt vời chưa? Trang bị rất là đẹp nha, mình cho anh em xem này. Hiện tại đang cưỡi theo cái gậy của Tôn Ngộ Không, chạy rất là nhanh. Có rất là nhiều bậc thú cưỡi cho anh em, cho các bạn chiếm ngưỡng thú cưỡi này. Đây đây, thần thú. Như là Tôn Ngộ Không này, Hỏa Đấu này, nó sẽ chia là các bậc S và bậc SS cho anh em. Đây là bậc A các thứ rồi. Bậc SS thì nó có hiệu ứng rất là đẹp. Định mệnh của cá voi này. Cá vàng nữa, vãi cả lều, con cá vàng này đẹp này. Và đây là kỳ lân thủy. Đây là cấp A rồi, hắc báo rồi. Hiện tại mình đang nâng cấp ở con tụ không này lên cấp 53 rồi. Một cấp khá là cao trong game. Có thể tăng sao đây nhá, vào tăng sao này. Đấy. Tăng sao sẽ tăng rất nhiều lực chiến. Hết tiền. Hết tiền rồi. Bây giờ mình sẽ đi một số vận động cho anh em xem nhá. Hiện tại là game nào cũng thế thôi, cái cuốn hút nhất cho các bạn này đó chính là chiến trường Võ Lâm. Nhưng mà hiện tại chiến trường Võ Lâm là nó sẽ diễn ra vào thời gian có thời gian nhất định trong game ấy. Sẽ có 11 này, 33 này, 30 viết 30 cơ, rất là nhiều. Những cái kiểu như là quánh nhau mà chưa bẻ kết phái được, quân hút vãi cứ cút ra ấy, thật. Bây giờ mình sẽ đi một số hoạt động nhá. Vào mình sẽ đánh. Vào lại solo những người cùng lực chiến nhau à? Không, nó sẽ thấp hơn, kiểu nó sẽ tăng dần được chiến, tăng dần được chiến lên. Tôi quyết định mạnh tay luôn. Đừng rồi, tự động mình sẽ tự BK, đây. Lạ này định mạnh láo thật. Cái này mình mút được. Cái này mút được. Chiến nó sẽ tăng dần nữa tí về. À sau ok. Đây là người chơi là ấy đấy. Đây là người chơi có đây. Đấy. Đây là người hay máy? Người đấy. Đó có nhân vật nó sẽ tùy chia thành đấy. Skill rất là đẹp các bạn ạ. Ui. Game là dễ, game là dễ. Tốt được chiến không ạ? Khiêu chiến tiếp. Khiêu chiến mấy tầng? Tôi đang mấy tầng? Khiêu chiến khi nào mình thua thôi á. Ừ. Ui, định mệnh thêm để tới sáng mai. À, cái bọn này chỉ có lăng tuyệt thôi. Nhớ. Định mệnh có lẽ là với cái cách PK của mình ấy, mình hỗn thiên mình mới chơi được tầm chí tôn ấy. Mút được. Đây này, nó có được chiến này nhìn chưa? Mời bây giờ bọn này 26.000 thoải mái. Ui xì, định mệnh một combo bạn ơi. Skill đẹp thật các bạn ạ. Mình đã chơi phái kiếm. Do điều kiện không hạn nên là mình không thể đổi thành cung được. Mình thích cung hơn. À kinh thế rồi, nó lên kinh thế rồi.
À thì mẹ con này đánh lâu hơn rồi đấy. Bạo kích kìa. Đám một giật lên thì thôi rồi luôn. Con thú cưỡi nó cũng quánh như mình kìa nhá. Ai đồ được chiến 54.000 này. Bọn này toàn lữ thôi. Thôi giặc đấy nhà là bà tiền cũng đánh, đập hết. Tôi cho mày phát lũi lở. Ui đánh lâu hơn rồi đấy. Ôi thì cái con rồng, con này có rồng đẹp thế nhỉ. Nó đã bao tay sao ấy. Con này bao tay. Nó lại giống như cái chiêu của cái bang các bạn ạ. Chứ không phải đồ môn. Định mệnh mỗi lần nó tăng thì được 2.000 được chiến thì đánh đi bao giờ mày. Tầm lên 70 nó tăng phát lên 100 mấy. Ui giời ơi. Mình kêu chiến thắng mình có được gì không? Được quá ấy. Đợi năng hoạt động nữa nhá. Đây là kêu chiến rất là vui để cho các bạn có thể solo kỹ năng với nhau. Vào trường đi. Ok. Cũng là đánh nhau tiếp. Đây mà... sẽ kêu chiến lần lượt. Ví dụ như là mình sẽ chọn một nhân vật mình kêu chiến nhá. Nhưng mà có chơi cho kiểu quánh nhau theo bài đàn không? Thôi cái định mệnh cái thằng này. Chơi ngữ không, mình chơi phổ thiên. Đấy. Hạng 293 này mua được, phải mua được, quánh nhau thế thôi mới có kịch tính các bạn ơi. Adu. Ở đây nó tự đánh à? Để tự động đánh hoặc là mình đánh à? Ô thằng này trâu phết nhỉ, nhưng mà nó thua rồi. Đấy chơi được kiểu hai hộ thi solo với nhau này mới vui các bạn này. Cùng cấp bậc ấy. Có nhau lâu skill nó nhiều đẹp. Ở win rồi. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về những cái hoạt động trong game. Thực sự mà nói đây là một game các bạn có thể cày cuốc được. Chứ những tựa game khác anh em đều thấy là tiền nhá. Game này nói không. Cứ cày cuốc đi, top 1 là của mày. Chuẩn luôn. Bởi vì những cái hoạt động diễn ra thường xuyên à. Như anh em thấy là thần thú thượng cổ này. Các bạn có thể thấy là phần thưởng ở dưới này luôn. Cũng như là cái thời gian diễn ra nó rất là chi tiết cho các bạn. Nên là anh em không sợ bị lỡ hoạt động mỗi ngày đâu. Cặp đôi ăn ý này, hoàn thành đi server này, để cho các server giao lưu với nhau tìm ra cao thủ xứng đáng. Đấy, boss giã ngoại này nhiều lắm. Và sẽ có những cái hoạt động các bạn cần sự hỗ trợ của cả bang hội với nhau. Như là cấm địa tần hoàng này, anh em sẽ phải chia tổ đội. Và con boss tần hoàng nó sẽ bị đội nào đánh nhiều nhất ấy thì phần thưởng sẽ thuộc về đội đấy. Rất là nhiều sự kiện luôn. Đây các bạn nhìn thấy con boss bậc ES này. Ui dồi, thánh hỏa sư. Chất vãi cái lều. Đấy con kia của mình mới là bậc ES thôi đấy. Thông thiên tháp liên server là những sự kiện liên server diễn ra rất là nhiều. Đây cái mình thích nhất đây này, công thành chiến đây này. Các bang chia với lãnh địa với nhau, cố gắng chiếm đóng. Nó là giao tranh của rất là nhiều người ấy. Bởi vì những cái sự kiện này nó diễn ra những cái thời gian khác nhau trong ngày, cũng như là các ngày khác nhau trong tuần, nên là mình không thể tham gia cùng một lúc hết cho các bạn được. Đợi tí nữa tầm một lát nữa thôi, mình sẽ tham gia sự kiện hoàn thành liên server cho anh em xem nhá. A few moments later. Sau một thời gian chờ đợi lòi cái đít ra thì bây giờ chúng ta cũng đã đến giờ chiến của hoàn thành tranh bá liên server các bạn ạ. Ngày nào cũng thế thôi, các server cứ tuyển chọn cái nhân tài đánh nhau thì server mình ấy thực sự đã tiến cử mình ra một bạn hỗn thiên thôi, nhưng mà trình độ PK nó gọi là ăn đứt cả trí tôn. Được chiến tuy là chỉ có 105k nhưng mà chúng ta cưới cá chép. Hôm nay mình đổi thú cưỡi rồi, tết nhất đến nơi rồi. Cứ cưỡi con cá biết đâu ông công tháo phụ sao. Đâu đang tiến hành này, đăng ký tham gia này, do nhân vật được chiến quá thấp thì luôn. Đây anh em ơi, đây là quân mình nhá. Ok mạnh đúng rồi, đây quân mình anh em ơi. Đây phải chờ, vậy là chúng ta phải chờ 5 phút đồng hồ cơ. Một trận chiến ấy nó chỉ diễn ra 15 phút thôi. Trong đấy là 5 phút nó do server tuyển quân. Nào không đăng ký nhanh thì thôi thằng ấy nữa. Các bạn thì nhìn thấy là giữa một dàn sổ phượng có đúng mình không thì... Chân nhất rồi đấy. Nhưng mà các bạn hiểu là quan trọng. À đây có thằng ngự không rồi, cuối bắt mình này. Đây có thằng ngự không rồi. Đăng tuyển có kìa. Cái định mệnh hôm trước chạy đánh boss cơ, mình gặp Chí Tôn cơ. Vậy là chỉ còn một phút nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc chiến. Với tại mình đang đứng giữa cạnh một bà Chí Tôn cưỡi rồng.
Và đỉnh mình các bạn có thể nhìn thấy là tuy là rồng thôi nhưng mà so với cái con cá của mình thì không có cửa. Nhìn bạn thì hơi chất một tí, định mệnh nhìn nó kinh vãi cả cướp anh em à, nó lại server S4. Mình không biết là cái này là có chia team theo từng server, các server chia đều với nhau ấy. Chứ chia theo từng server thằng Chí Tôn này nó vã tất anh em ạ. Nhưng mà chúng nó nhìn vãi lìn vậy, có hai con rồng nhưng mà cái thằng này nó full sao anh em ơi. Nhìn nó có mây ở dưới này. Có cái con rồng này hơi si đa một tí, có thằng cưỡi cả con gà này. À, Phượng Hoàng. Giữa một rừng hỗn thiên với sầu phượng, mẹ lòi ra hai người Chí Tôn nhìn nó nhếch quá rồi. Bồ nhếch không chịu được. Mẹ anh em mình ngang lực chiến đánh nhau thì vào đây làm cái gì cơ chứ. Mua chưa? Các bạn đã sẵn sàng cho top 1 PK chưa? Ôi. Đây. Đi thôi các bạn ơi. Đi theo mình thôi. Xong mình lại có thằng ngựa không đi theo kia. Thôi mẹ ông này về ông ơi. Về. Rồi đây đi theo sổ phượng này này. Đi theo thằng ngựa không thì mệt chết à. Đấy các bạn thì nhìn thấy xung quanh này những binh sĩ đang canh gác. Cái này cũng kiểu như tống kim thôi. Kìa đang che điểm mẹ ông này. Bên đó là 150. À định mạnh con lợn này. Hỗn thiên. Hỗn thiên là mày. Ui sao nó trâu thế. Hơi trâu các bạn, hơi trâu so với quy định nhá. Trợ một rồi. Giết được một rồi. Vào hỗ trợ rồi. Mút được, mút được. Giếm một này ta mút được. Vừa miếng. Trợ 2 rồi. Ôi, đỉnh mận nó trâu quá anh em ạ. Thôi đéo là sao cho nó biết mình yếu nhất, sao nó đè mình ra hiếp nhỉ. Mình đang hơn điểm, cố lên. Ok. Giữa bên kia mà 620 rồi. Đấy, mẹ thế này phải thằng Chí Tôn nó đi nó quẹt thì. Á đủ. Xin hỗ trợ ạ. Kéo đánh xa, kéo lợi. Nửa phái cung cung thủ lợi đấy. Bởi vì ủa, nó có thể được hỗ trợ mà. Ăn được, thằng này nó mút được. Có tiền với khác các bạn ạ. Cái chiêu kia là nó xin kiếm tới đất rồi lở đẹp phết. Ôi, giết được một thằng. Hạng 21, anh em thấy chưa? Tuy là sau hỗn thiên thôi, 100 mấy người mình vẫn giữ 21. Đúng rồi, thế là tuyệt vời rồi. Nó định mạnh cái thằng này. Ui năng tuyệt kìa. Đông lắm, đông lắm. Thằng năng tuyệt, cố giết nó năng tuyệt. Kéo được. Được, rồi trợ kinh quá. Rồi đạn bạn đã đánh bại được rồi. Mình ra mút được thằng năng tuyệt anh em ơi. Khinh công. Đấy. Giết lính này cũng được điểm đấy. Cái đầu phộng đó. Đấy là do đang là hết pin. Pin yếu thôi, thằng cái tuổi. Không di chuyển được kìa. Hát à? Bị hát với anh đấy rồi. Đấy. Đâu được rồi. Hai xe mất nhì liên sát 5 người kìa. Thì mình gấp, gần gấp đôi điểm bên kia rồi. Cái này nếu mà đánh cung thì lợi này, cung sướng này. Bởi vì cứ đứng ngoài thì tẻ thôi. Nào vào. Đánh đấy. Cân cả 2 độ. Tẻo cần được. Cân rồi đấy. Bạn đã đánh bại. Nó khác bọt anh em ơi. Cái này là hình như là chiêu theo lực chiến đấy các bạn ạ. Nên nó không có tranh nhiều cấp độ đâu. Nó tuổi gì chơi mình. Đéo được mẹ thấy trâu lắm mày ơi. Thằng năng tuyệt kìa. Ra giết nó. Thằng này đéo mút được. Thằng này đéo mút được. Ăn năng tuyệt rồi. Bố mày giết mày luôn. Rồi, tao giết được một người rồi. Chạy. Ăn luôn con quái thương nhỏ. Được. Đấy, ăn con đỏ rồi. Giết luôn. Đừng điểm. Đấy, tao muốn điên rồi. Nôi. Rồi nha, nó hơi nhục tí nhưng mà nó lành. Tiền về hồi máu cái nhẹ. Hồi máu không nghe. Đấy, nói chung là những cái hoạt động như này diễn ra thường xuyên trong ngày thôi. Các bạn có thể cùng tham dự cho vui. Và đây là sự kiện hoàn thành tranh bá liên server. Có lẽ các server có thể chơi với nhau rất là vui vẻ. Vui là chính, thấy không? Còn tất cả mọi thứ có hay không nó không quan trọng. Các bạn muốn chơi thì hãy lên App Store và Google Play. Anh em có thể tìm tình kiếm 3D và tải về và sử dụng cho mình ngay những nhân vật. Thực sự là tuyệt vời và thực sự là mỹ miều. Các bạn nhìn thấy tạo hình đồ họa nó rất là đẹp. Có lẽ là clip này mình dừng đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.